Vụ cháy ở tòa chung cư Thận Trung Thận Cao Hùng đã cướp đi mạng sống của 46 người. Vào sáng ngày 15, hiện trường vụ cháy đã được dựng rào chắn. Được biết, phía cảnh sát đã bắt giữ cặp tình nhân sống ở khu vực phía sau cửa hàng bán dụng cụ uống trà ở tầng 1. Nghi do hương trong lò bén lửa khiến nổ bình ga dẫn đến vụ cháy. Cả hai bị cảnh sát cáo buộc gây ra vụ cháy nghiêm trọng trên. Tòa nhà trên có tổng cộng 12 tầng, ngoài tầng 1 có các cửa hàng mua bán và từ tầng 7 đến tầng 11 là nhà ở, thì các tầng còn lại là khu vực bỏ trống lâu năm. Được biết, tòa nhà này được xây dựng trước năm 81 và không có ban quản lý. Theo luật hiện hành thì việc thành lập ban quản lý là không bắt buộc và không có hiệu lực hồi tố. Nhằm tăng cường khâu quản lý an toàn cho các tòa nhà chung cư, Bộ Nội chính dự kiến sẽ sửa đổi và đưa quy định trên vào mục bắt buộc. Vụ hỏa hoạn làm dấy lên lo ngại về vấn đề an toàn của các công trình kiến trúc cũ. Bộ Nội chính đã gửi công văn yêu cầu chính quyền các địa phương phải kiểm tra toàn bộ các công trình kiến trúc có rủi ro cao. Vụ hỏa hoạn ở tòa chung cư Thận Trung Thận đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 46 người. Trong khi đó, vụ hỏa hoạn ở tòa nhà chảo dầu Chương Hóa vào hồi tháng 6 khiến 4 người tử vong, trong đó có một nhân viên cứu hỏa vẫn còn in đậm trong ký ức của nhiều người. Điểm chung của hai tòa nhà này đều là kiến trúc cũ, vừa là chung cư vừa là tòa nhà thương mại. Một khi không may gặp hỏa hoạn thì vấn đề thoát hiểm của người dân là vô cùng quan trọng, nhưng đều đã bị phớt lờ trong cả hai sự kiện trên. 它里面可能住的是弱势族群，第二个，它的设备相对会比较老旧，它的建材也会比较老旧。当这些不利的条件综合起来的时候，我们就会发现，老旧建筑它可能发生火警的时候呢，它可能蔓延的速度会比较快。 Theo chuyên viên quản lý các tình huống khẩn cấp quy hoạch về khu vực phòng cháy ở các chung cư cũ là khá yếu kém, cửa chống cháy thường được mở toang, cộng thêm các vật dụng chất chồng ở khu vực công cộng. Điều đáng lo ngại là người dân sống tại đây phần lớn là người yếu thế, khả năng ứng biến khi tai nạn xảy ra là tương đối kém. 房间逃生如果发现浓烟，那你可能没办法逃出去。我们可能要逃生不及，我们就要留在原地做避难。可是如果你门开出去，已经确定外面都没有浓烟，所以你就可以什么，赶快去做避难逃生，往安全地固定的安全地做避难。但是你在避难的时候，不能把门打开。 Công tác phòng cháy bao gồm phải thường xuyên lưu ý độ an toàn của đường dây và thiết bị điện. Tốt nhất nên lắp đặt thiết bị báo cháy, quy hoạch khu vực chống cháy. Khi xảy ra hỏa hoạn, đừng lo thu xếp tư trang và cũng đừng sử dụng thang máy, đừng trốn vào nhà tắm. Sở Phòng cháy chữa cháy nhấn mạnh trong tình huống khẩn cấp đó phải tranh thủ chạy thoát thân. Đài Loan tiến hành thử nghiệm tiêm trộn vaccine COVID-19 đạt kết quả sơ bộ. Bệnh viện Đại học Đài Loan hoàn thành dự án nghiệm thu kết quả tiêm trộn hai loại vaccine AZ và Moderna. Khoảng 200 người hoàn thành mũi tiêm thứ hai, tiến hành lấy máu theo dõi tròn 28 ngày, cho thấy hiệu quả kháng thể được tạo ra so với hai mũi tiêm AZ và tiêm trộn AZ với PNT của nước ngoài là có khả năng bảo vệ tương đương. Bệnh viện Đại học Đài Loan tiến hành dự án thử nghiệm tiêm trộn hai liều vaccine, bao gồm Moderna và Medigen và BNT, AZ và BNT, hiện vẫn đang còn chờ kết quả nghiệm thu. Mỗi loại vaccine được tiêm trộn sẽ phải theo dõi từ 3 đến 6 tháng, sau đó kiểm tra hiệu giá kháng thể trung hòa và mọi kết quả nghiên cứu đều phải chuyển giao cho trung tâm chỉ đạo. Liệu có mở rộng cho người dân tiêm trộn vaccine hay không vẫn phải xem xét lượng nhập hàng vaccine và do trung tâm chỉ đạo quy hoạch thực hiện. Từ khi bộ phim Trò chơi con mực được ra mắt trên Netflix đã gây cơn sốt toàn cầu, khiến làn sóng văn hóa Hàn Quốc lan rộng ở các nước châu Âu và Mỹ. Theo nền tảng học tiếng Hàn trực tuyến, lượng người đăng ký ở Anh tăng gần 80% và ở Mỹ tăng 40% trong 2 tuần sau khi Trò chơi con mực được trình chiếu. 현재는 120만 명 정도의 학습자들이 190여 개국에서 접속을 하고 계시고 매일 공부를 하세요. Theo doanh nghiệp, trước khi nhóm nhạc BTS và bộ phim Trò chơi con mực xuất hiện, thì số lượng người học tiếng Hàn cũng khá nhiều, nhưng thường do nhu cầu cá nhân, nhưng hiện đã trở thành hiện tượng toàn cầu. Ngoài ứng dụng trực tuyến, số lượng học viên tại Học viện Kim Sejong do Bộ Văn hóa Hàn Quốc thành lập cũng tăng mạnh. Một cơn sốt khác là món kẹo đường xuất hiện trong phim, không chỉ thu hút sự chú ý của khán giả nước ngoài mà còn kéo theo làn sóng tìm lại ký ức xưa ngay tại Hàn Quốc. Quầy bán kẹo đường nằm ở Seoul, nơi từng sản xuất từ 3 đến 400 cây kẹo cung cấp cho ekip quay phim, doanh thu cũng tăng vọt trong thời gian gần đây. Kẹo đường Dalgona là món ăn vặt thịnh hành sau thời chiến tranh ở Hàn Quốc. Thời đó, khi ăn nếu chỉ cần tách được hình định sẵn mà không làm vỡ kẹo, thì đám trẻ sẽ giành được một phần thưởng. Và nay nó được thiết kế thành một cửa thử thách trong phim. Nhiều khán giả cho biết bộ phim giúp họ khơi dậy lại ký ức tuổi thơ và cũng có nhiều người trẻ tuổi hiếu kỳ vì chưa từng được ăn món quà vặt này. Dưới sức nóng của bộ phim Trò chơi con mực, món quà vặt tuổi thơ này một lần nữa gây nên cơn sốt tại Hàn Quốc.